Bắt nhịp với xu thế, tìm về thiên nhiên làm nơi chốn bình yên. Biệt thự ở Bình Dương mà Louis giới thiệu đến các bạn hôm nay sẽ mang đến một hơi thở mới cho lối kiến trúc mỡ, nơi con người và tự nhiên hòa quyện làm một. Như lẫn trốn cuộc sống nhộn nhịp nhưng có phần vội vã, không gian sống nếp mình vừa vặn trên diện tích 1.450 m², với diện tích khối nhà chính là 500 m² và hai khối nhà phụ 100 m². Biệt thự được thiết kế không khác gì một khu resort thu nhỏ với đầy đủ tiện nghi đẳng cấp và sang trọng. Nhờ diện tích sân vườn rộng lớn mà căn biệt thự dường như nằm tách biệt với những ồn ào, xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Những giây phút đắm chìm, thư giãn và tận hưởng khoảng xanh trong lành của thiên nhiên sẽ giúp mỗi thành viên gạt bỏ mối bận tâm, cùng gia đình trải nghiệm cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Khi thiết kế biệt thự này, kiến trúc sư Louis đã suy nghĩ rất nhiều để có thể đưa thiên nhiên vào cuộc sống, vừa không biến nó trở nên quá rườm rà, nhất là vấn đề khối biệt thự nổi bật với vẻ đẹp sang trọng vốn có. Câu trả lời cuối cùng chính là căn biệt thự kiến trúc hiện đại cùng những mảng màu đơn sắc với chất liệu kính được tận dụng triệt để và tất cả được ôm ấp bởi vòng tay mẹ thiên nhiên xanh mát. Điều này không chỉ giúp biệt thự đắm mình trong vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng mà còn kết hợp với khung cảnh thiên nhiên một cách vừa vặn đến hoàn hảo. Khi nhịp sống đang diễn ra quá nhanh như hiện nay, thật không ngoa khi nói biệt thự ở Bình Dương là nơi trú ẩn yên bình, là nơi mỗi khi bước vào, tâm hồn con người được xoa dịu, để từ đó đón nhận nguồn năng lượng mới, làm mới lại bản thân để sáng mai kia, khi bước chân ra khỏi chốn này, mỗi thành viên trong gia đình tìm lại được nhiệt huyết, tươi vui cho một ngày làm việc, học tập hiệu quả.